Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, tiếp tục hành trình ở khu Thị Nghè ngày hôm nay. Sẵn đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật một số hình ảnh về không khí Noel ở khu Thị Nghè này. Và khu Thị Nghè này có một cái nhà thờ, đó là nhà thờ Thị Nghè. Và chúng ta đang ở đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi đến cầu Thị Nghè, đi qua bên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, và theo hướng ngược lại mình sẽ đi về ngã tư Hàng Xanh, và nơi đó có một cái nhà thờ cũng rất là lâu đời rồi, đó là nhà thờ Thị Nghè nè, nằm ở đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi đi qua cầu Thị Nghè thì chúng ta bên tay phải sẽ đến một cái nhà thờ. Và ở đây cũng là xóm đạo, một cái xóm đạo nhỏ nhỏ. Chỉ cách một cái cây cầu thôi. Thì qua đây là quận Bình Thạnh nè. Ở đây chúng ta thấy có trường Phù Đổng, trường tiểu học Phù Đổng. Và mình đi tới một tí thì sẽ có một cái nhà thờ kế bên ngôi trường, đó là nhà thờ Thị Nghè nè. Và mình cập nhật hình ảnh coi nhà thờ đây trang trí Noel như thế nào, có đẹp không. Và tất nhiên là nhà thờ nào cũng có trang trí trong một cái dịp lễ này. Mỗi nhà thờ thì có một cái nét đẹp riêng, một cái hình ảnh riêng. Và ở đây chúng ta thấy đó là hình ảnh của nhà thờ Thị Nghè. Bây giờ là giờ làm lễ, giờ nên chúng ta đứng nhìn thôi ha. Sẵn đây cầu nguyện cho tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành và hạnh phúc. Của Chúa Giêsu. Với đống rơm rồi mùa đông, hình ảnh của những hình như là những con gì ta, này là con tùng lộc hay là do em không phải là người trong đạo nên thành ra những hình ảnh này không rành cho lắm, các anh chị thông cảm nha.
Kính mừng Maria đầy ơn phước. Rồi thôi chúng ta đi ra một số hình ảnh ở trong nhà thờ gửi đến anh chị và các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua bên kia đường. Và đi về lại cầu Thiên Nghè sẵn để cập nhật cho các anh chị thấy những hình ảnh của Thiên Nghè ngày hôm nay. Về đêm như thế nào? Wow, quá trời xe. Làm sao mình qua được đấy? Ồ, qua được rồi. À, bây giờ tới bên đây. À, nhìn là hình ảnh bao quát của khu nhà thờ Thiên Nghè nè. Giáo xứ Thiên Nghè. Rồi chúng ta đi tiếp tục một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở giáo xứ Thiên Nghè và một số hình ảnh để bà con cùng nhìn lại khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn thì cũng có đôi ba lần mình đi ngang giáo xứ Thiên Nghè này và các anh chị và các bạn khác mình cũng cập nhật được cái giáo xứ Thiên Nghè nằm ở đâu và ngôi trường lúc nãy mình vừa đi qua nè, đó. Trường tiểu học Phù Đổng, hình như cái nhà thờ nằm ở lọt lòng cái khuôn viên trường học thì phải. Đó, và mình đi thẳng một đoạn nữa sẽ đến ngã tư Hàng Xanh nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi bộ một đoạn nữa rồi để mình nhìn ngắm hình ảnh của Sài Gòn về đêm ở khu này như thế nào. Và chỉ đi qua một cây cầu thôi, chúng ta sẽ thấy hình ảnh nó khác biệt. Ở bên kia là quận Nhất và bên đây là quận Bình Thạnh. Ở cái đoạn này thì bán rất nhiều đồ ăn nha. Phở, bánh mì, sinh tố, cà phê. Là bánh tráng trộn. Rất là cao.
trang trí Noel nữa nè. Mình nhìn bên kia đó là chợ Thiện Nghè, và buổi chiều chợ Thiện Nghè cũng không có đông lắm, chỉ đông đúc xe cộ qua lại thôi. Còn những cái gian hàng trong chợ thì buổi chiều cũng dẹp gần hết rồi. Và khi mà chiều xuống, màn đêm buông xuống thì những hàng quán ăn uống chuẩn bị mở ra, thấy khói nghi ngút là biết cơm sườn, cơm tấm rồi nè. Hai bên cánh cầu đều có hai quán cơm sườn khác nhau. Và con đường Phan Văn Hân cũng là con đường mà có rất nhiều hàng quán ăn uống, đặc biệt là những cái quán ốc. Xe cộ đông đúc, không biết bây giờ thì xe cộ đã giãn chưa. Thường thì buổi chiều ở khu này kẹt xe nhiều lắm. Lúc nãy mình đi bên kia để đến nhà thờ nè, và đi vô chợ, một phòng chợ nè. Bây giờ mình đi bên đây. Bên đây là trường đại học Thủy Lợi. Có lẽ trường này sau này đó, với trước đó thì trước năm 75 thì đã có hay chưa, mà chắc có lẽ nhìn kiến trúc là biết kiến trúc xá của mới sau này thôi. Này là mình chạy theo con đường Trường Sa đó, bên kia là Hoàng Sa, cặp theo dòng kênh Nhiêu Lộc. Ở phía trước ký túc xá thì cũng có những quán cà phê, những cái gian hàng ăn uống để phục vụ cho các bạn sinh viên. Sẵn đây thì cũng gửi hình ảnh này đến tất cả những phụ huynh, những sinh viên ở ngôi trường này chuẩn bị nhập học ngôi trường này, thì chúng ta cũng có một hình ảnh về khu ký túc xá ở đây như thế nào. Mình qua bên kia đó là quận 1 rồi, đi tới một tí thì có đài truyền hình. Đây cũng là đầu đường Hồng Thập Tự này. Hôm bữa chúng ta đi Hồng Thập Tự ở những cái đoạn bệnh viện Tự Vũ, rồi trường Collet Lê Quý Đôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi ngang qua một đoạn nữa ở khu Thị Nghè, Thảo Cầm Viên. Và Sài Gòn bây giờ cũng gần 7 giờ, gần 7 giờ tối ở Sài Gòn. Rồi bây giờ chắc cũng đỡ kẹt xe rồi. Đó, ta nhìn qua đây là quán cà phê Tàu nè. Hôm bữa không có review cho cô chú anh chị xem đó. Nếu mà chúng ta có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng đến Thị Nghè, cầu Thị Nghè này có một quán cà phê. Rồi uống cà phê, nếu mà chúng ta bỏ thêm mấy chục ngàn nữa, chúng ta sẽ lên tàu ngồi, và con tàu nó sẽ chạy một vòng
cái kênh Nhiêu Lộc này, chạy đến cầu Lê Văn Sĩ luôn. Dòng kênh Nhiêu Lộc ngày hôm nay rất là sạch. Vào ly cà phê có mấy chục ngàn thôi, mình sẽ đi một vòng thưởng lãm, thích khí trời, thiên nhiên mát mẻ. Và bên kia là câu lạc bộ SQ nè. Rồi, video thì một số hình ảnh sơ sơ cập nhật ở giáo xứ Thị Nghè gửi cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.